được các bạn biết mình đang ở đâu không? Đây là trong chợ Kroger ở Mỹ á. Sắp có Giáng sinh với Thanksgiving rồi, bắt đầu nó bán đồ Giáng sinh nè. Đồ trái trâu. Giớ giày ông già Noel 6 đồng mấy, 3 đồng mấy. Bóng đèn màu. Đây là mấy cái hộp đèn cầy á, candle mà có mùi thơm á, đốt lên nó thơm lắm. Nhiều mùi, nhiều màu. Cherry mocha. Khăn lông tăng giống như mền nữa, đồ Giáng sinh, mấy con thú, ly, máy đun nước nè. Nước ngọt, nước khoáng. Tới khúc này là tới qua nước rồi, nước lọc, nước chấm chai, nước ngọt, nước tinh khiết, nước trái cây. Quay lại chỗ này là bán đồ Giáng sinh nè. Mấy hộp kẹo chocolate. Cái dù trong này có kẹo. 10 cái này là 1 đồng. Nói chung là 1 cái là 1 đồng á. Còn cái này là cây bự hơn. Cái này là cây bự hơn thì 2 cái 4 đồng. Cái này là wow, nó gãy mẹ nó rồi. 2 cái 1 đồng. Cái cây này là 2 cái 1 đồng. Rồi không biết ghim vô luôn. Không có lỗ để ghim luôn. Đó. Là holiday candy thì giống chó không? Đó, nhưng mà ở đây là này là như trong ở trong là chocolate hay là cứ một cây một hộp này, hai hộp này là 4 đồng, hai hộp như vậy nè là 4 đồng nè. Kẹo cái dù một hộp đó là 1 đồng 39 sen. Rồi. Để dụ hết. Đây tới caramel cherry caramel in milk chocolate. M&M nè. Đây, M&M hai bịch này là 6 đồng. Thuế nữa. M&M trắng với đỏ, xanh với đỏ. Đây là kẹo chocolate hết. Hai cái 6 đồng. Peanut butter. Như thế này á. Không ta. Yeah. Oh, em ta. Oh no. Đây nè, cái này nè, peanut butter là cái này nè. Peanut butter. Đó, hai cái này là 6 đồng. Đây. Cái kẹo này là mọi người đều biết cái tên này hết. Hai bịch 11 đồng, hai bịch nhỏ vậy là 11 đồng. Ủa, hai bịch nhỏ vậy là 11 đồng. Kẹo này kẹo trộn mọi. Đây, bịch nhỏ nè. Hai bịch này là 7 đồng nè. Đó. Nó có đủ màu sắc cho holiday Christmas. Còn bịch dưới này đẹp hơn nữa nè. Giống như mấy đèn Giáng sinh nha. Hai cái 7 đồng, cứ hai cái 7 đồng. Màu này cũng vậy luôn. Hai cái 7 đồng. Đây, một chai rượu. Đủ với kẹo hết luôn. Nhiều đây. 4 đồng 99 sen.
crushed candy cans. Cái này nhiêu đây? Không biết luôn. Không quay thấy giá. Ôi, một cái hộp milk chocolate này á là 9.99 đồng gồm thuế. Nó có pecan delights. Nó có pecan là hạt ốc chó hay hạt gì đó, không biết luôn. Hình như là vậy. Hộp chocolate. Diamond chocolate. Một cái hộp này nhỏ như vậy thì 5.99 đồng. Đó. Milk chocolate and caramel nè. Đây là milk chocolate nè. Đây là dark chocolate, là sô-cô-la đen á, là không có ngọt luôn á nha, không có cà pha sữa vô, nó là nguyên chất, hình như là gần như là nguyên chất. Ngon hơn nhiều. Mà tốt hơn là cái loại milk chocolate này. Cái milk chocolate này có sea salt caramel, là có mấy cái hạt giống như hạt muối ở trong này nè. Sea salt caramel nè. Cái này chocolate peppermint bark. Nó có mấy cái hạt giống như là gọi là gì quên này á. Gì quên mà ta. Cho nó thay thay á, nó thay thay á. Nè, một bịch milk chocolate này là 5.99 đồng nè. Ok, dẫn các bạn đi tiếp theo. Rồi đi qua đây đi. Thấy nhiều đồ hơn. Ở đây thì nó bán mấy gift cards của McDonald's nè, KFC nè, nhiều lắm. Bây giờ thẻ quà tặng như holiday sao. Mỗi một cái này là một cái như là một một cái phần riêng biệt. Cái chỗ này thì là cho nước uống, nước trái cây, cracker, bánh quy, giống như bánh quy á, nước năng lượng, nước ngọt. Ở khu này là có candy, cookies. Đó. Candy có nhiều loại lắm. Có candy mà là dark chocolate nè, hoặc là almond. Đó. Kẹo dẻo, kẹo mấy con thú nè, cái mấy hình con gấu, gold bears. Đó. Starburst. Đó. Còn bên đây là cookies nè. Có nhiều loại á, mình chỉ cần bỏ vô cái lò nướng á, mình bấm chữ bake lên thôi là nó sẽ ra cái một cái bánh cookies rồi mình ăn luôn. Nó bán từng hộp vậy. Một hộp vậy là 2.49 đồng. Các bạn thấy gì không? Oreo. Oreo có nhiều loại ạ. Hạt sữa, double stuff, milk, có loại mint Oreo nữa đó. Cái này is for winter. Red cream đậy bạc hà, đúng rồi, hồi nãy là cái như vậy, bạc hà bị thay thế á. Mint oil. Tới mấy nước ngọt, mấy nước trái cây nè. Nước ngọt Coke, Diet Coke, Sprite, Cola, Sprite. Ở Mỹ có cái loại nước này nè. Nó gọi là Good Beer. Good Beer giống như là nước xá xị Trương Dương ở Việt Nam vậy đó. Ngon hơn luôn á. Qua đây mình uống nước đó mình thấy ngon hơn luôn. Ngon hơn xá xị Trương Dương ở Việt Nam luôn. Đây, nó bán chai bự, một chai bự.
một chai bự thì thường rẻ hơn 79 cent, có khi là 1 đồng. Nhưng mà còn một cái pot này đó 2 đồng 99. Root beer nè 2 đồng 99 luôn, chai thì nó bự hơn mà nó rẻ hơn. Một cái này á, 8 chai nhỏ này có bao nhiêu ta, 355 ml thôi thì là 5 đồng 49 cent, chai bự á, chai bự là 4 đồng 99 cent luôn. Một cái pot nhỏ là 5 đồng 49 cent. Yeah, cái nước này nè, nước này cũng ngon nè. Pepsi kìa đó. Xong cái bánh này á, bánh này giống như ăn với cái sốt mà potato sauce của Mỹ á, rất là ngon đó. Ở bên đây là chips french, khoai tây Lay's đó, khoai tây có khoai tây muối, khoai tây ngọt cũng có nữa, rồi có bắp như bên kia, bên đây là bắp nè, rồi trái cây, mấy cái rau củ quả mà nó làm thành thành chips luôn á, là bánh đó. Đây veggie từ rau củ quả, một bịch đó là 3 đồng 29 cent đó. Yeah, 3 đồng 29 cent. Cái này là popcorn nè, một bịch bắp này là 2 đồng 49 cent nè. Bắp có hai loại, một cái loại là organic là nó flavor bình thường là nó sweet, còn cái nó có những loại là như là sea salt sweet nè, hoặc là sweet không thôi, hoặc là flavor bình thường, không có gì cho nó bình thường, không ngọt không nặng luôn. Peanut butter and chocolate. Đây mấy cái chips mà nó có vị là barbecue nè, hoặc là hoặc là spicy, có vị honey luôn. Wow, mới thấy luôn á, tại lâu không ăn chips. Đây honey mustard spicy nè, extra hot luôn, chili and lamb. Ồ, có vị cay với vị ngọt của chanh lam, mà chanh bình thường. Pickle là cái loại là dưa leo mà ngâm cho nó chua chua ngọt ngọt á, cây cay nữa. Như cũng là hình như là vậy á, không mình không nhớ gọi, là không ăn. Đây khoai tây lại original. Kẹo dẻo, bánh à, khu vực này là bánh rồi, popcorn nè đó, chips. Rồi tới phía trước mặt đó là chỗ bán mấy đồ ngũ cốc, đồ sale xuống giảm giá. Tiếp theo là dầu ăn, giấm, các vị nước chấm, dầu giấm, rượu giấm, dầu ô liu, các cái gia vị nè, tiêu nè, hành lá, ớt, nói chung hầm bà lằng hết luôn á, nó nhiều loại lắm, mất tiền nữa. Mà mấy cái đồ này mất tiền tại vì sao, các bạn thấy cái chữ này không, organic, cái chữ organic là mất tiền thôi, đơn giản, chỉ cần đơn giản hiểu là vậy thôi. Muối, tỏi mà dạng bột á, cake, bánh nè đó, bánh, mấy cái bột mà làm bột làm bánh luôn á, mấy này mình không biết luôn, tại không bao giờ mua được đường nè,
bánh lết luôn. Popping bột như bột nổi hay gì á. Mấy cái cây kem á. Chocolate flavor này giống như là mình mua sữa về á, hoặc là mình mua kem về á, mà mình nó lại là vanilla, mình bỏ này vô pha thêm vô uống rất là ngon. Cái này là gọi là syrup ra. Bánh and marshmallow, cái như kẹo bông gòn vậy đó, ăn nó dài dài xịt xịt. Ok, tiếp theo đây, mấy nước trái cây cho có mấy đứa con nít nè, mấy hộp nước trái cây cereal nè, bột ngũ cốc đó, hình như là vậy. Dạ, mấy này không bao giờ ăn luôn á, ở Mỹ 5 năm rồi mà chưa bao giờ ăn luôn. Cereal với hot cereal nó khác nữa nha. À, cái này là bỏ vô nước bình thường, bỏ vô sữa lạnh ăn được. Cái đó bỏ vô nước nóng mới ăn được, nó nở ra ăn mới được ngon. Còn nho khô nè, xanh mây đó nha, loại nho khô thật nhỏ vậy là $3.19, bự này là $2.88, $3.19 luôn. Theo trước mặt đó là mấy cái thiệp chúc mừng sinh nhật, chỗ bán hoa, chỗ này là họ bán cà phê, nhưng mà ở đây hình như không có cà phê Trung Nguyên đâu, toàn mấy hiệu của Mỹ không à, Starbucks rồi như cái chợ Việt Nam á thì mới có cà phê Việt Nam thôi. Ở mấy cái này là như mayonnaise nè, mấy cái sauce nó ranch là cái loại sauce mà để ăn trộn chung với salad á, mấy cái để trộn chung với salad á, mấy rau làm rau trộn á, bỏ đó vô ăn rất là ngon. Ở mayonnaise, ketchup, tea nè, cream sugar. Còn mấy cái cup mà để pha vô mấy cái ấm nhá, mấy cái máy làm cà phê á, mua mấy cái này bỏ vô để mà làm pha mấy cái máy làm cà phê á. Tea, mấy này mấy cái ketchup, mấy hot chili sauce. Đây pickle, pickle nãy nói với bạn đó, cái dưa leo á, dưa leo mà ngâm vô cái hũ này là pickle, hình như là đồ của Mỹ. Có ớt nữa, hình như có ớt cắt khoanh đó, ngâm vô đi ăn ngon lắm, mà nó vừa cay mà vừa chua ngọt, ngon lắm. Mẹ nói là thèm luôn, chảy nước miếng luôn á. Cái ớt đây nè, pepper, đó mấy ớt nào, ăn với hamburger là bỏ mấy này vô ăn ngon. Ok, peanut butter, cái bơ đậu phộng á, ăn với bánh mì thôi, dễ vậy thôi. Rồi này spaghetti, bên kia có ketchup rồi. Mấy cái soup nè, pasta, Italian food, sweet peppers. Mấy cái sauce này để nấu mì spaghetti á. Ramen, mì giống như là mì của Nhật á. Mà mày đóng gói rồi, nói chung không ăn không biết. Bột nêm,
một nem gà kano, đây kano, một nem gà nuôi nè, nuôi nhỏ, nuôi ống bự cũng có nữa, mấy cái hộp rau củ quả, vegetable, carrot nè, green beans nè, nhiều lắm. À, nước sốt cà chua, à, cái hiệu này nè, mình hay bỏ vô để nấu mì spaghetti á. Rồi ở đây, à, bánh mì không à, rồi xong luôn, hết bánh mì luôn. Nó có chỗ bán bánh mì giống như bánh mì Việt Nam á mà hết tiêu rồi. Đây khu này là buổi sáng á, ở chỗ này nè nó sẽ nướng gà, làm gà rất là nhiều, sốt barbecue nè, hoặc là bake hoặc là grill lên nè, rồi nó bỏ với spicy hoặc barbecue nè, buffalo style. Buffalo style là còn có cái sốt buffalo, hình như là buffalo có spicy cái mấy luôn. Cái này là gan nè, ấm ta, yeah, chicken liver nè. Nó trộn với bột, nó trộn với bột chiên giòn á, nó chiên lên đó. À, này là gà sốt barbecue nè, mình thì mình thích mua cái hộp này hơn, tại vì cái này gà nướng đó. Mà hộp này á, sinh viên nghèo mà, hộp này có 7 đồng thôi, nhưng mà mua về, mua thêm bánh mì về nữa là các bạn sẽ ăn được trong vòng 2 ngày, là từ sáng đến chiều luôn á. À, một buổi sáng, một buổi chiều, trong vòng 2 ngày sẽ hết hộp này 7 đồng. Tính trung bình các bạn mua thêm 2 đồng bánh mì nữa, 9 đồng, 10 đồng á, tính ra một ngày bạn sẽ tốn có 5 đồng thôi, quá rẻ luôn, super cheap luôn á. Một cái hộp này gồm có cracker, pepperoni, cheese, ham, turkey, smoked turkey. Ăn mấy đồ đó béo lắm, không nổi đâu. Hầu như qua Mỹ 4-5 năm nay rồi mà ăn ở Mỹ chắc ít lắm, đa số ăn thịt gà không à. Đây, sausage, hình như đây là beef sausage, là khô á, sausage là khô á, nhìn nó đẹp lắm á, nhưng mà mình chưa ăn bao giờ chứ á, nó gói cục vậy nè, mà thấy không, nhiêu đây, 6.99 là 7 đồng á, thế luôn á, ở 8 đồng á, 7-8 đồng á. Bánh này là bánh ngọt nè, ngon lắm á. Bánh kem, bánh sinh nhật, cupcake, mình vô cái chợ Kroger này đó, mình tới buổi sinh nhật á, vô mình lựa cái bánh cái sinh nhật xong á, mình ra mình đưa cho người ta, cái người ta sẽ viết cái tên hoặc là viết cái gì mình muốn lên cái bánh sinh nhật đó, rồi mua mấy cái số, mấy đèn cầy nữa về. Tính ra khoảng 30 mấy đồng á, một cái bánh kem đó 20 mấy đồng, 90 mấy sen á, khoảng 30 đồng đi, mua 2 mấy này nữa, rồi tính ra khoảng 40 đồng một cái bánh kem bự mà ngon luôn á. Đây là bánh kem nhiều loại, vanilla nè, pumpkin spice nè, spicy chocolate, coconut cũng có nữa đó, có 5 đồng à, giảm giá luôn. Rẻ luôn. Này bánh của Ý nè, mấy bánh này béo lắm, không bao giờ ăn luôn á. Donut này giống như Dunkin Donut ở bên quận 7 á. Một hộp này là 3.50 đồng, hộp này 3.50 đồng luôn, 3.50 đồng. Mỗi khi lấy cái này phải lấy cái khăn giấy để lấy nó ra.
bánh này nó còn sống nè, nó chưa nướng kỹ á, giờ phải nướng lại đó, nó ngon. Đó bánh. Cái này giống như là taco là bánh của mễ á. Một cái này giống như bánh chán vậy đó, nhưng mà mình mua về mình xào sốt cà chua lên rồi mấy cái bò gà heo gì đó, xong rồi mình cuộn vô đó mình ăn với giống như vậy luôn nè. Đó. Với gạo. Đây là bánh kem đây. Đó. 14.99 nè. 18.99 nè. 27.99 nè, là cái bánh bự luôn á. Bánh này xấu à, hồi kỳ mình mua cái bánh sinh nhật mà chocolate luôn á, không phải là vanilla như thế này đâu. Mà mình viết cái chữ lên, hồi đó mình mua cái bánh này là 27.99, thuế là cỡ 30 đồng, mua thêm mấy cây candle vô nữa ở 40 đồng á, cực rẻ luôn. Đây khu vực rau quả, nhưng mà có chữ organic là tươi, mà không có giống như không có thuốc trừ sâu, không có dùng thuốc gì hết trơn á, trồng tự nhiên luôn á, nó ra nó bự như vậy, nó tươi tốt như vậy á, là ăn không có bệnh. Nhưng mà cái giá nó mua rất là mắc. Đó, rau tươi. Cái cây này nè, giờ cắt ra xong rồi ăn với cái ranch hồi nãy á, cái giống như cái mayonnaise với cái ranch á, ăn rất là ngon. chua như nó chua ngọt ngọt sao á. Nói chung là cái flavor không thể diễn tả được, chỉ khi ăn rồi mới biết được thôi, chỉ có những người ăn rồi mới biết thôi. Đậu que, bắp cải, bông cải, dưa leo đó, đậu bắp kìa. Ở này cái trái gì đây, cranberry, giống như không biết dịch sao luôn, chỉ biết tên tiếng Anh là cranberry thôi. Củ khoai mà không biết, cũng bí nè, su hào nè, không biết bí hay gì đúng không. Ớt nè, ớt xanh bự, ớt đỏ nè, cam vàng, rồi xanh đỏ cam vàng luôn, đỏ nghe chưa. Nấm, mushroom nè, mít bự. Nấm này ăn ngon nè, nấm này nướng lên ăn với burger đó, rất là ngon. Mấy nấm nè, nấm nhỏ này nấu với súp ăn được. Carrot nè, bắp. Nói chung mà mấy đồ này là organic không à, bởi vì nó mắc lắm, từ 4 đồng 99, 5 đồng trở lên không à. Mấy cái gạo cũng organic luôn nè. Đâu rồi, đây organic 3 đồng 29 sen, còn không có organic đó, thì có 2 đồng 49 thôi. Giờ khác nhau cũng gần 1 đô á. Rau củ quả, người ta đang chọn một cái khác, bí nè, chuối này cũng organic luôn, hay chưa, organic luôn, 65 sen một thau, một thau chưa tới 1 ký, chưa tới nửa ký đâu nha. Cái trái này không biết luôn, trái này vừa khô nè, đu đủ luôn kìa, chó nha đam luôn kìa, đó là trái lụ luôn, chuối, đậu que, khoai tây, đó. Bên kia có dưa hấu kìa, thơm nè, pineapple, yeah. Nước tăng lực. Buổi sáng á, cái chỗ này nè là cái chỗ bán nó gọi là salad bar, là tất cả có nhiều cái loại rau salad đó, nó mình gấp đủ hết vô một cái hộp ở đây đó, xong mình trộn lại có một cái sốt mình ăn chung luôn, rất là ngon. Nhặt đậu nè, bơm nè, mấy bịch này là có 3 đồng mấy à, 3 pound một bát, 3 đồng 49, 3 đồng 99. Nho, dâu, nước, cam, chips bên đó luôn. À,
cắm con cá kìa. Cắm con cá không? Đây, cắm con cá đây. Nó đâu rồi ta? Bữa thấy nó đâu đây nè. Không bắn con cá mà không biết nó đâu, tiêu rồi. Đây, đây là chicken wings, cánh gà, đùi gà, chicken nugget. Trong mà Mỹ nó ăn mấy đồ ăn sẵn thì không à, về chỉ cần bỏ vô microwave ăn thôi. Đây, bạn biết cái con này là con gì không? Turkey á, gà tây. Một cái bịch đó là một bịch turkey á, một cái con gà tây á, một mà một đồng 69 một hao. Một cái bịch đó là ít nhất cũng phải bịch này nè, để qua bên đó coi. Một đồng 69 một pound mà một bịch này là 14 pound 71. Có lấy 14 pound 71 nhưng cho một đồng 69 nó ra số tiền mà mình sẽ phải trả với cộng thuế nữa. Đó. Sausage tươi nè. Đây là thịt heo. Ở Mỹ á, muốn ăn rẻ là chỉ bạn chỉ ăn thịt gà thôi. Thì sao thịt gà rất là rẻ, thịt heo một cái tray đó, đó là mười mấy 20 đồng không á, một bình một tray nhỏ thôi nè là 4 đồng rồi, thấy chưa? Một cái tray bự này nè có mấy miếng rồi tính ra coi, một hai miếng bự luôn á, hai miếng thịt bự vậy nè đó, hai miếng thịt bự luôn nha, mà 16 đồng, thấy chưa? Giờ một cái tray này nè, mấy thịt mà thịt cũng lớn đó, thịt như là thịt ba gọi mà nó không có xương thôi, có xương có cái không có xương á, không có xương á mà 15 đồng 36 rồi, mà chỉ cái này chỉ có bao nhiêu pound đây, 2.85 pound là cỡ một ký mấy á, chưa tới 1.5 kg nữa, 2.85 pound, hình như gần 1.5 kg rồi, hình như cỡ 1.5 kg á, 1.5 kg mà được 15 đồng 36 sen, quá dữ. Thịt xay này mười nhiêu đây thôi đó là 13 đồng 78, cho nên ăn thịt gà là rẻ nhất, thịt gà là super rẻ luôn đó. Thịt xay bò, thịt bò này một bịch đó là không biết nhiêu luôn, không để giá, cái này chắc phải ra ngoài tính tiền nó mới biết được đó. Đây cho coi gà, sự khác biệt giữa cánh gà với đùi gà các bạn coi nha. Đây là cánh gà nè, nó gồm cái cánh nhỏ cái cánh bự luôn đó, thì bịch này là 14 đồng đúng không, nó có khối lượng là 4 pound 83, 14 đồng 44 sen đúng không, nhưng bên đây đùi gà 5 pound 49, nhưng mà có 8 đồng 18 thôi. Sự khác biệt giữa cái đùi với cái cánh, 5 pound mà này 4 pound à, mà này 14 đồng 44, mà này 8 đồng 18. Cho nên lúc nào cũng ăn đồ gà nhiều hơn cánh gà. Đó, gà rất là rẻ. Tính ra 1 pound của nó chỉ có 1 đồng 49 là 1 pound thôi. Đồ gà nha. Còn này là 2 đồng mấy. 2 đồng 99 1 pound cánh gà. Rồi. Cái này là gì đây? Hem á, hem không? Đây đây, cái hình bên ngoài đây, hem đó. Chứ giờ không biết giải thích sao luôn, khó quá. Nói chung là mình chỉ biết ăn thịt gà thôi, lâu lâu ăn fish thôi, mà ít ăn mấy thịt bò với thịt heo lắm, tại vì nó quá mắc. Sinh viên nghèo. À, mấy cái thịt hem, smoked ham, chicken, thịt mà nướng luôn á đó. Đây cũng vậy luôn, sausage nè, tôm, cá salmon kìa, tôm nè, tôm bự luôn á, con bự luôn á. À,
bên khu đó rượu cocktail với mix cocktail mixer and wine beer, and khu này là ice cream nè. Ice cream là bao bao là nhiều luôn, bự bự cũng có nữa. Mình không có đi ở đó thì nó không có mở đèn, nhưng mà mình đi ngang qua nó có mở đèn. Đó, ice cream nè. Rồi mà quay lại đi lấy bình sữa. Rồi chuẩn bị kết thúc cái video này luôn, nãy giờ nửa tiếng 35 phút rồi. Giới thiệu quá trời luôn, gần hết cái kho gờ luôn rồi, nhưng mà còn một số chỗ mà chưa đi. Hẹn lần sau sẽ giới thiệu các bạn. Bây giờ điện thoại sắp hết pin rồi. Yogurt, milk, vanilla milk, chocolate milk nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ hồi nãy cái chai chocolate syrup này nè, mình muốn giới thiệu nó đúng không? Thì nó bán chung với cái chỗ vanilla milk luôn, sữa bình thường luôn. $1.79 một gallon bình sữa đó. Mà mua thêm chai này nữa, $1.79 nữa. Nhưng mà mình không uống cái loại đó, mình sẽ uống cái loại này. $1.39 mà lại chocolate milk. Bên đây có peach tea, lemonade tea, raspberry tea, blackberry sweet tea. Đó. Peach punch nè. Peach with ginger nè. Nước đào với rừng. Nước cam. Bên đây là yogurt. Trứng nè. Wow. Trứng lớn loại A luôn á, 88 cent. Thấy chưa? Quá rẻ luôn. Con này khô yogurt. Yogurt cái này nhiều lắm, một hũ này nè. Vanilla nè. Đây là. Nó nhiều loại lắm mà mình không biết giải thích sao luôn, mình cũng không ăn nên không biết rõ. Đây cheese nè, specialty cheese, đây cheese luôn. Cái này là một cái miếng nhỏ, mình mỗi lần mình ăn burger mình bỏ vô, mình bake lên hoặc là mình microwave lên, nó chảy ra ăn rất là ngon, béo béo. Bơ này để giống như bơ dầu vậy. Đây bơ chứ, bơ đờ nè, bên đây là bơ nè. Ủa, có bữa có cái chỗ bán đồ, có chỗ bán đồ đồ chay mất tiêu rồi ta. Bơ nè, kem đánh răng, sữa rửa mặt, tùm lum mỹ phẩm bên đây. Body wash, cái lăn nách, lăn cứ mùi. Personal cleansing, hand soap nè, rồi cái shampoo, kem đánh răng, mấy cái đồ này mini để mình đi du lịch đó. Đó, nó xúc miệng nè, kem đánh răng cho con nít nè, đồ con nít bên đây nhiều lắm, nó đủ loại không, nó đủ hình màu minion, Spiderman, Frozen, chó rồi ponytail gì, pony lum lá chứ á, rồi Star Wars nữa nè, ninja nè, total ninja gì nè, rồi Hulk nè, Mario nè, đàn, quá trời luôn, ai cho con nít thôi nha, thấy không, đồ con nít á, đủ màu sắc vậy đó. Kem Crest, Sensodyne nè, mình thì mình xài Sensodyne, Colgate nè, dầu đầu, mỹ phẩm cho phụ nữ, thôi anh em không biết đâu, hỏi vô đi, đồ chơi, dầu, sữa tắm, nhiều lắm, mỹ phẩm đồ chơi nít nè, đó, tả, có tả nữa, tả nữa, Happy Hug. Huggies gì nè, rượu trong hộp nè, đó một hộp rượu, rượu lớn, rượu nhỏ, cocktail nè,
nè, bia rượu, nói chung là vodka cũng có nữa. Nói chung là không uống, không uống rượu nên không biết, nên không giới thiệu luôn. Bia bia thì có uống, bia sẽ giới thiệu các bạn cái loại này, Bud Light. Bud Light Lemon đây, có mùi đó, mùi mùi chanh rất là thơm thơm ngọt ngọt. Còn mấy nước trái cây nè, strawberry đó, nên uống vô cũng xỉn xỉn nha. Uống uống một ly một lon này là bự lắm á, bằng gấp đôi, gấp đôi hoặc là gấp 2 lần rưỡi cái lon thường luôn á. Một chai đó uống là xỉn nỉn luôn, uống một chai đó xong rồi nằm luôn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn đã đón xem video